Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 11 giờ của ngày 29 tháng 8 năm 2021. Hôm vừa rồi thì ông Tổng Giám đốc của công ty AC Cúc Việt Nam. Công ty AC Cúc là công ty có hai sản phẩm. Một là mì tôm Hảo Hảo. Hai thì là cái miến út thì phải. Thì bị Iceland đã thu hồi bởi vì trong đó có cái hàm lượng chất gọi rằng là ethylene oxide. Khi mà trả lời phỏng vấn báo chí và thông cáo báo chí thì ông Tổng Giám đốc ông ấy có nói đơn giản là nôm na có thể nói nhiều bác ấy được, nhưng mà nó nói đơn giản là như thế này. Đó chính là cái sản phẩm của Việt Nam, tiêu hành tiêu thụ tại Việt Nam, không phải là sản phẩm mà Iceland đã thu hồi. Như vậy thì có mấy cái vấn đề. Bộ Công Thương thì đã vào cuộc rồi, nhưng tôi không biết rằng họ có chỉ ra những cái vấn đề như vậy hay không. Nhưng mà có mấy cái vấn đề như sau để chúng ta có thể tìm hiểu một cách công tâm, một cách công khai. Chắc chắn cái lời giải thích của ông Tổng Giám đốc của AC Cúc là rất khó chấp nhận đối với người Việt Nam. Bởi vì theo một cách hàm ý nào đó thì họ cho rằng là họ nói rằng là người Việt Nam cứ an tâm mà ăn cái mì Hảo Hảo này đi. Bởi vì là cái mì Hảo Hảo này là không phải cái mì mà xuất sang bên Ireland mà Ireland đã thu hồi. Có nghĩa rằng là mì của Việt Nam an toàn, còn mì của bên kia là không an toàn. Đó. Câu trả lời này chắc chắn rằng là sẽ nhiều bác sẽ rất là bức xúc, đúng không ạ? Tôi cũng bức xúc, tôi cũng chả ưa gì cái kiểu như vậy. Nhưng mà công bằng mà nói ấy, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh. Hôm nay thì một lô mì nữa của Thiên Hương chứ không phải là của AC Cúc thì cũng bị Na Uy thu hồi, bởi vì trong đó cũng có cái chất là gọi rằng là ethylene oxide, và chất này thì nó có trong những cái chất gọi rằng là có khả năng gây ung thư mà WHO người ta cũng cho cái danh sách. Khi mà đủ cái liều lượng, đủ cái thời gian và đủ cái lượng tích trữ thì cái chất này có thể gây ung thư. Thì chính vì thế mà châu Âu người ta không dùng cái chất này. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thế này này. Chúng ta nhìn được một khía cạnh của công ty AC Cúc thôi, nhưng chúng ta không nhìn được toàn diện cái vấn đề. Bộ Công Thương thì hiện nay đang cho đi xem xét, nhưng mà cũng chỉ có hai cái công ty gọi là xác minh ấy. Thì xác minh hai công ty, thứ nhất là AC Cúc, thứ hai nữa là liên quan tới công ty Thiên Hương. Vậy thì có xác minh thì cũng thế. Đây là tôi nói thật, các bác thấy đúng không? Có đi xác minh thì bên kia người ta cũng gửi lại cái đơn là đúng rồi, tôi thu hồi hai cái sản phẩm này bởi vì là nó có cái chất là ethylene oxide và cái chất này thì không thể nào mà có được trong thực phẩm theo cái tiêu chuẩn của châu Âu. Thì họ cũng trả lời như thế thôi, xác minh thôi. Nhưng cái lớn hơn đó, cái lớn hơn đó là cái thị trường thực phẩm của Việt Nam như thế nào, thực phẩm của Việt Nam như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là ông Tổng Giám đốc AC Cúc ông nói đâu có sai đâu. Bởi vì nếu chúng ta chỉ nhìn qua hai công ty là công ty Thiên Hương và công ty AC Cúc thì chúng ta cũng chỉ nhìn được hai cái thực thể. Thế nhưng mà tôi đặt một câu hỏi thế này. Cái chất đó cũng có ở trong cái mì Hảo Hảo tại Việt Nam. Cái chất đó cũng có ở trong cái mì của Thiên Hương tại Việt Nam. Và cái chất đó thậm chí là có ở trong tất cả các sản phẩm mì của Việt Nam thì sao? Chúng ta cũng không thể xử phạt được họ. Bởi vì có thể trong những cái danh mục chất cấm tại thực phẩm Việt Nam á, thì cái chất ethylene oxide này là cái chất mà được chấp nhận chẳng hạn, hoặc là không có trong cái chất cấm chẳng hạn. Thế thì như vậy là tất cả các mì đều có thể có điều đó. Và việc mà Bộ Công Thương hay thế nào đó chỉ đi thanh tra và sau này là xem xét những cái mì gói của AC Cúc, của Thiên Hương, thì biết đâu nó lại bỏ lỡ rất nhiều những công ty khác ở bên ngoài thì sao? Nói gì thì nói thì Bộ Công Thương cũng là một thiết chế, đúng không ạ? Thiết chế quản lý nhà nước. Và nếu đã làm thì phải rà soát lại các văn bản và xem xét tất cả các công ty.
Bởi vì nếu làm như vậy thì nó làm, nghĩa là nếu làm như vậy là chỉ có bên AC Cúc và chỉ có bên của Thiên Hương thôi, thì nó cũng là một cái gì đấy nó rất là bất công cho hai cái doanh nghiệp đó. Và đó chính là cái sự thật mà các bác có thể theo dõi, hay là các bác có thể là tính toán xem. Các bác thử suy nghĩ một chút xem về cái điều này. Đây là tôi gợi mở để các bác có thể thấy được rằng là biết đâu toàn bộ những sản phẩm hoặc là phần lớn của khoảng 70, 80, 90% các công ty sản xuất mì tại Việt Nam là có cái chất đó. Có cái chất đó. Và chất đó rõ ràng là chất gây hại. Và bởi vì cái tiêu chuẩn về thực phẩm của chúng ta là khác với cả châu Âu hay một số nước khác. Nó có thể thấp hơn. Một số cái nó có thể thấp hơn. Một số cái nó có thể cao hơn. Cho nên là chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là ông tổng giám đốc đó thì ông cũng nói thật đấy chứ, không phải ông nói không thật đâu. Có thể là sản phẩm hào hào của chúng ta, cái hàm lượng aldehyde nó còn nhiều, cái hàm lượng là ethylene oxide nó còn nhiều hơn của bên kia thì sao, hoặc ít hơn, vân vân, nhưng nó có. Và không chỉ hào hào, không chỉ AC Cúc, các công ty khác cũng đều có thì sao? Đó là cái vấn đề nôm na ấy, nó cũng giống như là cái vấn đề làm từ thiện vậy. Chúng ta không thể nào giải quyết được cái phần ngọn. Đó. Tôi là một trong những người mà làm từ thiện khá là lâu, nhưng mà không thường xuyên. Lúc nào hứng thì làm, hoặc lúc nào không hứng thì làm. Ngày xưa nó có một cái phong trào từ thiện, kiểu là mọi người bắt đầu là lên Sapa, lên Hà Giang. Khi mà thấy các bé dân tộc thì ít nhất là cũng cho quà, cho áo ấm, rồi cho bánh kẹo, vân vân. Thế cho nên là các bé nhiều khi cứ đứng ở đó và các bé nhận thôi. Cái phần quà đó thì thực sự là nó cũng chỉ giải quyết được một lúc nào đó. Nó có thể làm hư của cả một cái mấy đứa trẻ đấy. Nhưng mà nó cũng ít nhất là giải quyết được một lúc cái việc thiếu đói, hay là những cái lúc mà bão lũ lụt ấy, thì mình cũng làm. Nhưng mà để mà gốc lõi của toàn bộ thì nó phải liên quan tới chính sách, liên quan tới xóa đói giảm nghèo. Thì lúc đó là cái nghèo nó không còn nữa thì mới không sinh ra những người như vậy. Thì ở đây cái vấn đề gốc lõi mà Bộ Công Thương khi mà xem xét công ty AC Cúc và Thiên Hương, thì ngoài cái việc có cái sự vênh nhau, có cái sự lệch pha nhau giữa cái tiêu chuẩn của Việt Nam với cả thế giới, thì chúng ta cũng phải xem xét lại toàn bộ các quy định về an toàn thực phẩm và các hàm lượng hay các chất như thế nào đó, để mà có sự đối chiếu so sánh với nhau. Nghĩa là chúng ta học hỏi cả cái tiêu chuẩn của châu Âu lẫn học hỏi của cả cái chúng ta này. Nó có một cái đặc điểm về mặt lợi ích trước mắt thì là chính quyền có thể có được cái sự an tâm của công chúng. Lợi ích về mặt lâu dài thì những sản phẩm tồn tại được ở Việt Nam thì đương nhiên là xuất khẩu được. Đó. Nghĩa rằng là chúng ta đề ra những cái tiêu chuẩn nó khắt khe hơn cả, hoặc là nó ngang bằng, ít nhất là ngang bằng hoặc có thể khắt khe hơn của những tiêu chuẩn của thế giới, thì như thế các công ty sẽ phải đầu tư dây chuyền sản xuất, sẽ phải làm những thực phẩm mà nó an toàn, và người Việt ăn được thì tất cả các nước khác đều ăn được. Chứ nếu không, chúng ta sẽ xảy ra mà cái tiêu chuẩn của Việt Nam này mà không có thì cái người Việt ăn được, chúng ta gọi tôi nôm na như thế, nghĩa là tiêu chuẩn để người Việt ăn được, thì thế giới người ta lại không ăn được. Như thế là lúc nào người ta cũng phải làm ra hai cái version, nghĩa là hai cái phiên bản khác nhau, cùng một loại nhưng phải hai cái phiên bản khác nhau. Một cái là phiên bản cho người Việt và một cái là phiên bản toàn cầu. Và như thế thì chỉ rất là khổ. Kể về mặt bao bì hay là kể về mặt sản xuất, tất cả mọi thứ thì nó đều rất là khổ. Và chúng ta cũng thấy rằng là như thế thì người dân hay mọi người tự dưng có một cái gì đấy nó cũng lăn tăn. Đó. Lăn tăn với cả là hóa ra rằng là tiêu chuẩn của chúng ta là thấp như thế, thì chúng ta như kiểu là giống như anh bạn tôi comment, tôi có kể với các bác trong buổi live stream trước ấy, là chúng ta như kiểu là mình đồng ra sắt ăn được tất cả mọi thứ, chứ không phải rằng là ken cá chọn canh hay là một cái tiêu chuẩn cao như là châu Âu hay là phương Tây, hàm ngay cả là Trung Quốc người ta đang áp dụng. Thì đó mới là cái câu chuyện mà chúng ta có thể làm gốc lõi được toàn bộ cái vấn đề. Chứ không phải rằng là đi giả soát về công ty AC Cúc, giả soát về công ty Thiên Hương để rồi
chúng ta chỉ xử lý được cái phần ngọn, chỉ xử lý được hai cái đơn vị đơn lẻ, rồi một lúc sau có thể rằng là một tháng sau, hai tháng sau, rồi năm sau chúng ta lại có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 công ty lại cũng bị một cái dạng như vậy, thì nó là một cái điều rất là đáng buồn. Tôi mong rằng là các cơ quan ngoài cái việc mà thanh tra giám sát việc an toàn thực phẩm thì cũng phải đặt ra một cái bộ tiêu chuẩn nó hợp lý, nó thật sự hợp lý và nó có một cái tính tương thích với thế giới ở trong cái lĩnh vực đó, trong cái lĩnh vực tiêu chuẩn thực phẩm đó, để mà vừa tạo điều kiện và tập thói quen cho các doanh nghiệp của Việt là đặt cái tiêu chuẩn cao, cái tiêu chuẩn toàn cầu lên hàng đầu đó, và cố gắng nếu như mà chúng ta còn khắt khe hơn cả toàn cầu nữa thì đó là một điều tuyệt vời đó. Tôi chỉ suy nghĩ đôi điều như vậy thôi, không biết các bác nghĩ thế nào thì các bác có thể comment ở phía bên dưới. Tôi rất trân trọng những ý kiến của các bác. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.